Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Với hàng loạt sai phạm động trời Tất Thành càng sẽ bị khởi tố và truy thu tài sản bất minh Đâu chỉ đối mặt với vụ mua bán giá bèo 32 hecta đất nhà bè Giữa công ty Tân Thuận 100% vốn của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Và tập đoàn Quốc Cường Gia Lai bị phát hiện Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang còn phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố và bị truy thu tài sản bất minh. Ngày 11 tháng 5 năm 2018, một Facebooker mang tên Ngọc Bảo Châu đã tung ra tư liệu về gần một chục căn biệt thự giải khắp thành phố Hồ Chí Minh của Tất Thành Cang. Căn biệt thự xây theo kiểu kiến trúc Tây Âu có cái tròi canh gác ở bên dưới. Hàng ngày anh sinh sống ở đấy, nó là căn VIP nhất ở khu đô thị Cityland quận 7 cạnh Phú Mỹ Hưng. Còn ba căn biệt thự liền kề nhau ở khu đô thị Him Lam cũng quận 7 anh thường khoe với bạn bè chiến hữu là của má anh và má vợ anh. Tư liệu trên kèm theo các hình ảnh về ngôi biệt thự xa hoa được xem là của Tất Thành Cang. Tuy chưa thể biết tính chính xác về tư liệu trên nhưng cần chú ý là Facebook cơ Ngọc Bảo Châu là địa chỉ đầu tiên đưa tin về Tất Thành Cang phải nhập viện trợ giấy ngay sau khi xuất hiện một bài viết trên báo người tiêu dùng về vụ mua bán 32 hecta đất nhà bè. Sau đó, chính Tiền Phong đã xác nhận tin nhập viện trên. Bản thân người viết bài này cũng được một số người quen cho biết Tất Thành Cang nhập viện trợ giấy vì bị cao huyết áp đột ngột, nhưng nằm điều trị chưa được bao lâu, ông Cang đã bất ngờ bị chụp hình bởi một phóng viên nhà nước dùng nghiệp vụ báo chí thâm nhập chợ giấy. Chỉ 5 phút sau cú chụp hình ấy, tất thành Cang đã vội vã rời khỏi bệnh viện chợ giấy vào lúc này. Một câu hỏi nhức nhối đặt ra là nếu tư liệu của Facebook Ngọc Bảo Châu về khối tài sản khủng của Tất Thành Cang là đúng, ông Cang sẽ làm sao chứng minh được với cơ quan kiểm tra đảng của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ủy ban kiểm tra trung ương là những ngôi biệt thự ấy là do tiền từ mồ hôi nước mắt, lao động đến thối móng tay hay nuôi heo mà có. Không chỉ bị phát hiện đã chỉ đạo vụ mua bán 32 hectare đất nhà bè với giá rẻ mạt, mà do đó mang dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng rõ rệt. Tất Thành Cang còn đang bị mạng xã hội và sau đó là báo chí nhà nước phanh phui vụ ông ta vào thời còn làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp ký hợp đồng với công ty Đại Quang Minh, một công ty đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm để thực hiện cơ chế BT đổi đất lấy hạ tầng cơ sở mà đã dẫn đến việc Đại Quang Minh được nhận hơn 100 hecta đất vàng của Thủ Thiêm. Còn giá của mỗi trong bốn con đường thuộc hợp đồng này đã thuộc loại đắt nhất hành tinh, hơn 1.000 tỷ đồng trên mỗi km chiều dài. Nếu khối tài sản gần một chục ngôi biệt thự của Tất Thành Cang được cơ quan chức năng xác minh là có thật, ông Cang gần như chắc chắn sẽ bị rơi vào trường hợp kê khai tài sản không trung thực để sau đó có thể bị truy thu tài sản bất minh. Hiện nay cuộc tranh luận làm cách nào để truy thu tài sản bất minh vẫn chưa đến hồi kết trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng nếu xác định tài sản của quan chức không thể chứng minh được nguồn tài chính, tỷ lệ thu hồi có thể đến 45% giá trị của tài sản. Cũng đang có thông tin không chính thức về việc cơ quan điều tra Bộ Công an đã vào cuộc vụ tất thành cang. Một năm trước, thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã phải chịu hạn lớn khi bí thư thành ủy khi đó là Đinh là Thăng bất ngờ bị loại khỏi bộ chính trị để đến cuối năm 2017 phải tra tay vào còng. Vào thời còn là bí thư quận 2, nơi có dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và sau đó phó chủ tịch thành phố phụ trách về đô thị, Tất Thành Cang đã quy hoạch và giải tỏa lố 160 hecta đất cưỡng chế đẩy đuổi hàng chục ngàn người dân Thủ Thiêm khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ dẫn đến nhiều cái chết của người dân bởi quá phần uất. Với nhiều dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng, số phận của Tất Thành Cang cũng cùng với những tài sản bất minh khó chứng minh của ông ta sẽ ra sao? Tất Thành Cang là ai? Tất Thành Cang sinh năm 1971 là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tất Thành Cang sinh ngày 5 tháng 2 năm 1971, quê ở xã Long An, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Hiện cư ngụ tại số 142 đường chợ lớn phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 2 năm 1990 đến tháng 1 năm 1993, ông đi bộ đội lần lượt qua các nhiệm vụ chiến sĩ, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, huấn luyện chiến sĩ mới tại G40 thuộc Lữ đoàn 477 Quân khu 7. Sau đó, ông về làm Trung đội phó vệ binh C32 thuộc Sư đoàn 5 Quân khu 7, cấp bậc thượng sĩ. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 7 tháng 9 năm 1991. Từ tháng 6 năm 1993 đến tháng 9 năm 1998, Tất Thành Cang học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Tất Thành Cang là chủ tịch hội sinh viên trường, phó chủ tịch hội sinh viên thành phố, phó bí thư đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, phó ban đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn. Từ năm 1999 đến năm 2001, ông học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hà Nội. Từ tháng 7 năm 2001 đến tháng 3 năm 2003, Tất Thành Cang là ủy viên ban thường vụ thành đoàn, chủ tịch hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban đại học chuyên nghiệp. Từ năm 2003 đến năm 2004, ông là ủy viên ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ủy viên đoàn chủ tịch hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phó bí thư rồi phó bí thư thường trực thành đoàn. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, trưởng ban mặt trận Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 12 năm 2004 đến năm 2009, Tất Thành Cang là ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, thành ủy viên, bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa 12. Từ năm 2009 đến năm 2012, ông là thành ủy viên bí thư quận ủy kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân quận 2. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tất Thành Cang được bầu giữ chức vụ ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015, Tất Thành Cang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 11 năm 2015, đồng thời là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 12 năm 2015 ông được miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 26 tháng 11, xin lỗi các bạn ngày 26 tháng 1 năm 2016, tất thành cang được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Tháng 2 năm 2016, ông được thành ủy phân công làm phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay ông Võ Văn Thượng nhận nhiệm vụ khác. Tháng 5 năm 2016, Tất Thành Cang trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 với 68,1% số phiếu bầu hợp lệ. Những bê bối của Tất Thành Cang Phần đất công sản trên 32,4 hecta Phước Kiển Nhà Bè được cho là có giá trị thị trường 2.400 tỷ Việt Nam đồng, nhưng lại được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận 100% vốn thuộc văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bán cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá trị 419 tỷ đồng. Tối 18 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày 5 tháng 6 năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn đã ký chuyển nhượng cho công ty cổ phần Quốc Quốc Cường Gia Lai, thông báo không báo cáo cho tập thể thường trực thành ủy, tập thể ban thường vụ thành ủy theo quy chế quản lý tài sản của thành ủy. Theo báo người tiêu dùng, người chịu trách nhiệm là Phó Bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đương nhiệm Tất Thành Cang. Cụ thể, ngày 1 tháng 6 năm 2017, Văn phòng Thành ủy có thông báo số 512 TB trên VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chấp thuận cho thường vụ mua bán này. Thời điểm khu đất được bán thành phố Hồ Chí Minh thống chống vị trí bí thư thành ủy do ông Đinh La Thăng đã được Bộ Chính trị điều động làm Phó ban Kinh tế Trung ương, còn Nguyễn Thiên Nhân chưa về Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thành ủy lúc này do Phó Bí thư thường trực Tất Thành Cang điều hành. Hiện Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị đình chỉ công tác. Theo luật sư Nguyễn Văn Kiệm, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, căn cứ vào hồ sơ vụ việc mua bán rõ ràng, đã có sự vi phạm nghiêm trọng trong việc bán chỉ định tài sản nhà nước này, trong đó có việc không thực hiện bán đấu giá theo quy định đã gây ra thất thoát rất lớn đối với tài sản nhà nước. Trách nhiệm để xảy ra sai phạm lần này trước hết thuộc về Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận và người phê duyệt chủ trương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang. Đối với công ty quốc cường Gia Lai, nếu có căn cứ chứng minh được có sự cấu kết thông đồng trong việc mua bán tài sản trên trái pháp luật cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào mức độ hành vi vi phạm theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Hé lộ khối tài sản khủng của Tất Thành Cang, biệt thự dài khắp đất Sài Gòn. Rất nể anh Cang vì thuộc thế hệ 7X nhưng tài sản của anh rất lớn, gần chục căn bên biệt thự giải khắp thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự xây theo kiểu kiến trúc Tây Âu có cái tròi canh gác ở bên dưới, hàng ngày anh sinh sống ở đấy. Nó là căn VIP nhất ở khu đô thị City Land quận 7 cạnh Phú Mỹ Hưng. Còn ba căn biệt thự liền kề nhau ở khu đô thị Him Lam cũng quận 7, anh thường khoe với bạn bè chiến hữu là của má anh và má vợ anh. Anh em chiến hữu ở các sở ngành dì tay nhau hễ đến dịp lễ Tết hay rằm 30 mùng 1 hễ ai đem chuối tới thắp nhang cúng anh Cang thường bảo đem về chỗ nhà mà anh. Anh em chiến hữu kháo nhau có hai lý do để anh Cang bảo thế. Một là anh Cang không muốn tròm xóm để ý vì đông quá, dập diêu mang chuối đến cúng nhiều người nhìn vô thì cũng kỳ. Lý do thứ hai anh Cang muốn có những nại chuối anh Cang để dành riêng không muốn vợ biết. Căn nhà phố mặt tiền cách mạng tháng 8 gần câu lạc bộ Lan Anh thì anh Cang cho ô xin thuê những căn khác từ từ hé lộ sau nha. Anh Cang được nhiều chiến hữu thương ghê. Lần nào anh Cang đi họp Hà Nội thể nào cũng có một đám cận thần bay ra công tác. Hàng phải từ phó giám đốc sở trở lên các chủ đầu tư đơn vị thi công hạ tầng những người muốn được anh cang nâng đỡ căn biệt thự xây theo kiểu kiến trúc tây âu có cái tròi canh gác ở dưới hàng ngày anh sinh sống ở đấy mấy hôm nay thấy có câu đệ cậu đệ tử ruột của anh cang là tề trí dũng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng tân thuận cũng tên thuận nhưng là doanh nghiệp nhà nước thuộc trực thuộc tài chính ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đi hà nội công tác Công ty Tân Thuận này là đơn vị quản lý phần vốn nhà nước các liên doanh như Phú Mỹ Hưng, khu công nghiệp Tân Thuận, khu công nghiệp Hiệp Phước, Long Hậu. Hàng năm không làm gì công ty cũng thu về 800 tỷ đồng được chia cổ tức, quản lý một khối lượng tiền nhà nước khổng lồ như thế, anh Tề Chí Dũng rất có quyền lực, muốn quyết gì là quyết không cần quy định gì đâu. Cẩn thận thì hầu cho anh Cang, còn anh Cang thì không hầu cẩn thận. Trước khi lên trước bây giờ anh Cang đi Hà Nội có mang theo chai rượu 40.000 đô la không biết vỏ chai ấy giờ năm phương trời nào. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.